Đoàn lực miền quê Đông Bắc thân mến, chào toàn thể quý vị. Ngày mới chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình sẽ cùng đưa mọi người đến trải nghiệm tại một thương hiệu lạc lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang để xem bà con nông dân nơi đây để thu hoạch lạc và kiểm tra chất lượng lạc mọi người nhé. Đây này mọi người này, mình sẽ test cho mọi người xem cái giống lạc đỏ nhé mọi người nhé. Đây là lạc đỏ này. Đây này, cái nhân của nó rất là to luôn. Đây là đang vào thời điểm chính vụ của người dân, người ta đang thu hoạch để bán cho thương lái này. Cái này hiện giờ giá người ta thu mua bao nhiêu rồi thím? 11. 11, lạc này 11 à? Đây là lạc nhân đỏ nhé mọi người nhé. Đây mình bóp test cho mọi người vài củ này, nhân nó rất chắc luôn này. Đây này, lạc củ nào như củ nào luôn, rất đẹp luôn. Đây mọi người có thể quan sát cái củ lạc nó rất là mẩy luôn nhé mọi người nhé. Đây nó có hai dòng lạc ở tại quê mình đây, Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang đây này. Hiện nay chuyển về huyện mới thì là Phúc Sơn, Lâm Bình nhé mọi người nhé. Đây là lạc nhân đỏ mọi người có ở đây, nó người dân ở đây chuyên canh về hai cái dòng này. Trước đây thì chuyên về lạc trắng thôi, với lạc đỏ thời gian đây mới mình bóc cho mọi người xem này. Đây lạc rất là mẩy luôn, nhân rất to luôn mọi người nhé. Đây sở dĩ tại sao mà cái thương hiệu lạc ở cái vùng mình đây là nó như thế này. Mọi người có thể thấy cái cánh đồng khu mình đấy là người ta xen canh một vụ lúa và một vụ lạc luôn, nên là nó cái chất lượng nhân của nó rất là tốt luôn. Đây mọi người có thể thấy là mình đã bóc test nhân của nó đây mọi người này. Nó đều, to đều lắm, to đều, rất là to đều luôn này. Đấy, nhân hạt mình bóc mấy củ, nói chung là lạc ở đây dân người ta cũng chọn những cái củ to như thế này để mà bán, còn các cái củ nhỏ mà nó không đảm bảo này thì bỏ này. Đây mọi người có thể thấy là những cái củ nhỏ nó vẫn có nhân nhưng nó nhỏ thì bỏ, bởi lẽ là cái sàng này theo thiết kế của nó là những cái củ này nó sẽ lọt vào mắt mắt sàng này, thì lấy những cái củ to thôi. Đây mọi người thấy rất là đẹp luôn này. Để lát nữa mình sẽ dẫn mọi người qua cái mảnh bên kia và test cái nhân lạc trắng mọi người nhé. Đẹp thế này mà thím, đây nhân rất là đẹp luôn này. Ở đây nhé mọi người nhé, trước màn ảnh của mọi người đây thì đây là một cái dòng lạc nhân trắng mọi người nhé. Mình sẽ bóc và để test xem là lạc năm nay nó chất lượng nó như thế nào. Đây là mọi người có thể thấy là cái nhân lạc rất là to này. Lạc trắng ở đây là lạc nói trắng, cái lúc nãy là lạc nói đỏ. Trong ở địa bàn mình đây thì hầu hết là người ta chuyên dùng hai cái dòng này. Và đây là cái dòng nhân trắng đấy mọi người này. Lạc nó mẩy lắm. Năm nay thì nói chung là theo như mình nhận định thì nó không, thời tiết nó cũng thuận lợi ấy, nên là cái chất lượng của nhân lạc nó rất là tốt luôn. Nên mình có thể bóc vài củ ra để test cùng mọi người nhé. Nó là do nó tươi nên là hơi khó bóc một tí này. Đây, nhân lạc nó đều lắm mọi người, đây này. Đều lắm, nhân to đều. Thế là mình chọn ngẫu nhiên những cái hạt này để test cho mọi người thôi nhé. Đây này, rất đều hạt nào hạt đấy luôn, đẹp. Đây này, mọi người có thể thấy cái nhân lạc này. Nó đều lắm. Rất là đều luôn mọi người ạ. Đây, rất đều, to đều luôn. Hạt lạc rất là đẹp. Đây này, mọi người có thể thấy viên nào ra viên đấy luôn, rất là đẹp luôn. Bác gái, cái này, lạc này thì hiện giờ đã có giá chưa ạ? Không. Người ta cân tại ruộng là bao nhiêu? Giá 10. Cái này là giá 10, lạc đỏ là 11. Thế là mọi người nhé, cái lạc nhân đỏ người ta cân tại chân ruộng. Đây là giá này là do các cái thương lái người ta cân tại chân ruộng ấy mọi người nhé. Còn giá này nó cũng tùy theo mọi năm thôi, nó có thể lên và xuống. Rồi mình cũng báo giá công khai luôn, tại người ta cân tại chân ruộng do người dân người ta cung cấp tại cái thời điểm mình ghi hình này này, là lạc nhân trắng như này có giá là 10.000 một cân như thế này. Đây là mọi người nhìn trên màn hình đây, là do thời tiết nó đêm qua nó vừa mưa ấy, nên là cái đất này nó bám nhiều, nhưng mà người dân người ta cũng bỏ vào những cái sàng này để người ta loại bỏ cái đất đi để mà đóng bao để cân cho thương lái. Đây hiện giờ này đang là chính vụ của cây lạc ở quê mình,
Để mà nói biết chắc chính xác về diện tích thì mình cũng không nắm được, nhưng mình cảm thấy nó rất là nhiều, nhiều luôn. Có thể mình cũng không biết chính xác được, nhưng mà nó rất là nhiều. Đây là một cái vựa lạc lớn nhất nhì của tỉnh luôn mọi người nhé. Đây nhấn nó rất là đẹp này. Thì thông qua video mình rất mong muốn các cô bác bà con mà có nhu cầu mà thu gom lạc thì hãy đến tại địa chỉ Phúc Sơn nhé mọi người nhé. Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ở đây có các cái đơn vị người ta gom ấy. Một số thì gom bán buôn, một số thì mọi người có thể mua luôn với người dân như thế này. Đối với một xe đi một xe nhỏ thì có thể đến tại ruộng và giải bao để mua với người dân. Dân rất là đẹp luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ đi review qua một các cái cánh đồng mà bựa lạc của quê mình nhé, để cho mọi người cùng xem. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu buôn bán ấy thì mình cho rõ ràng địa chỉ nhé. Ở đây là thôn Bản Lai này, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bựa lạc lớn nhất nhì của xã luôn. Thế nên là mọi người có thể, mình sẽ để cái đường link và địa chỉ và số điện thoại liên lạc ở dưới bên phần mô tả của video ấy. Mọi người có nhu cầu mà làm cái mảng này thì có thể liên lạc. Có gì thì mình sẽ chỉ và trả lời cho mọi người là địa chỉ rõ ràng và cân báo giá luôn tại ruộng luôn mọi người nhé. Đây là một góc khác của một cánh đồng này nhé mọi người nhé. Mình có thể review cho mọi người thấy rõ là những cái chảm mà người ta che nắng kia là người dân đang thu hoạch lạc ở dưới đấy. Mọi người có thể thấy nghe thấy những tiếng vụt ạ. Đây này, mình không dừng máy luôn để mọi người quan sát nhé. Theo như mình quan sát ấy, như mọi năm đến cái thời điểm này ấy, thì với tốc độ thu hoạch thì nó vẫn còn chậm hơn mọi năm ấy. Do cũng là do thời tiết vừa rồi nó nắng hạn quá nên là không nhổ được ấy mọi người. Nên là bây giờ sau được 2 hôm mưa rồi thì đất nó mềm ra thì người dân nhổ nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, sở dĩ mình làm clip này ấy, rất mong là được cô chú anh chị quan tâm và mọi người hãy chia sẻ để giữa cái thời điểm khó khăn như bây giờ ấy thì rất mong là người dân được mùa mà được giá, sẽ gắn kết với cây lạc lâu dài. Đây cũng là một cái cây kinh tế chủ lực ở vùng địa phương mình ấy mọi người. Bây giờ Lực sẽ lấy một ít lạc về xong là sẽ luộc test cho mọi người nhé. Và sẽ uống với bia để cùng mọi người trải nghiệm về cây lạc nó mang thương hiệu. Tại sao nó mang thương hiệu lớn như thế này ở tại quê hương của mình. Rất mong được mọi người quan tâm và ủng hộ. Đấy, lạc sau khi mình mang về đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho vào nồi để mà luộc mọi người nhé. Để thưởng thức cái hương vị của cây lạc với mình mọi người nhé. Đây, lạc củ rất là đều luôn, đẹp đều. Đây nhá, mình sẽ cho lạc vào để luộc.
Đây, bây giờ lạc đã chín rồi mình sẽ vớt ra để ăn cho mọi người nhé. Đây, và sau khi mình đã luộc rồi, bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức món lạc với mình nhé mọi người nhé. Mình sẽ uống một lon bia để mà cảm nhận được cái hương vị của nó mọi người nhé. Mời mọi người cùng thưởng thức mình nhé. Mình sẽ bóp và thử ăn. Đây là mọi người, nhân nó to lắm mọi người này. Cái lạc này mình lấy tươi về, mình lấy là ra ruộng lấy về luôn. Cái lạc nó luộc bên này nó ngọt lắm, ngọt bùi. Nhìn rất to luôn mọi người, nó dễ tách rồi đây này. Rồi, nhìn nó đẩy lắm, kiểu lạc nó mẩy ấy. Nó được mùa, nó cái hạt lạc nó to mẩy. Ngon mọi người, bùi ngọt bướm. Mình sẽ nhâm nhi với một tí bia để cảm nhận cái hương vị và uống với nó. Thật sự nhá, cái lạc này mọi người ạ, theo kinh nghiệm của mình ấy thì nó khi mình luộc như này ấy, nó rất là ngon luôn. Nếu mà kỳ công hơn nữa thì chúng ta có thể hấp cũng được, hấp như dạng hấp cách thủy ấy. Nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng và vị ngọt nó. Mình xin mời mọi người nhé. Tuyệt vời mọi người ạ. Lạc luộc này thì để mà uống với bia thì chắc mình không phải giới thiệu mọi người, những ai đã được ăn rồi thì nó là tuyệt vời. Đây, mình cũng muốn test cho mọi người xem là mình lấy về mình luộc, thật sự thì rất là bất ngờ luôn. Lạc nó mẩy, hạt nào như củ nào như củ nào luôn, và rất đầy rồi, ngọt ngon lắm. Đây này mọi người này, củ nào như củ nào luôn nhé, rất là ngon luôn đấy. Tuyệt vời. Đây, cái nhân nó chắc, công nhận. Năm nay mình thấy cái nhân nó đều lắm, nó mẩy đều lắm, củ nào như củ nào luôn. Kiểu bây giờ càng ngày các cái máy móc nó hiện đại lên đó. Từ cái khâu làm đất này, khâu làm đất cho đến khâu chăm sóc, rồi nó cũng vừa nhanh mà nó vừa đảm bảo đất tơi xốp, đảm bảo cho cây nó phát triển đủ dinh dưỡng, nên nó cái chất lượng của lạc càng ngày nó càng đi lên hơn. Cái đặc điểm ở đây, lạc ở đây vùng này nó ngon là nó như thế này mọi người ạ. Kiểu người ta trồng một vụ lạc xong cấy một vụ ấy, thì cái đất nó không phải là năm nào nó cũng lạc ấy, nên là cái chất lượng của nó là tốt nhất. Mình không phải quảng cáo quá lời đâu, nhưng mà thực sự nó là như thế luôn mọi người ạ. Mình có như nào làm video mọi người theo dõi kênh mình, mọi người biết là mình có nào mình nói vậy thôi. Đấy, qua video này mong muốn rằng cho cây lạc quê hương mình cũng như Phúc Sơn, rồi là các xã lân cận, rồi huyện, tỉnh, nói chung là cây lạc này rất mong các đơn vị và anh em mà mua gom, mua bán buôn ấy, thì hãy đến với địa chỉ tại Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang nhé. Và mọi người có thể gặp đâu tại thôn nào rồi xã nào cũng thế, ở cái vùng huyện Chiêm Hóa cũ ở huyện Lâm Bình này rất nhiều lạc luôn. Nó là hầu như là cái lạc lớn nhất nhì tỉnh Tuyên Quang luôn mọi người. Thế nên là qua đây mọi người, mình mong muốn nhắn gửi tới mọi người là mọi người có nhu cầu mua và bán thì hãy đến với địa chỉ như mình đã giới thiệu qua video để mà thu gom lạc với bà con trong cái thời điểm mà nó rất là nhạy cảm của cái dịch đại dịch toàn cầu ấy, thì mọi người cũng biết rồi.
thì mình cũng mong muốn rằng là tất cả các mặt hàng nông sản của bà con nông dân sẽ được tiêu thụ và vẫn giữ được những cái mức giá đảm bảo được cái kinh tế, nguồn kinh tế của bà con nông dân, cũng như là để người dân nó gắn bó thật là lâu dài đối với cái cây kinh tế chủ lực như cây lạc ở đây. Rồi đến đây thì mình rất là mong muốn rằng quý vị anh chị và tất cả các bác mà có nhu cầu lạc thì hãy liên lạc ngay qua cái địa chỉ này để mà mọi người cùng mua. Và sau đây mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây, và rất mong rằng sẽ hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo trên kênh của mình. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là hãy nhấn đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí để đón xem tất cả những video tiếp theo nữa trên kênh của mình. Trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.